giao lưu với bà con mấy cây phôi bầu rinh nhá. Ngay 11 đọc ngay rồi mà nhâm ngay. À, cây thứ nhất, cây số 1 nhá. Có một chàng bay, một chàng chức. Đấy, cao từ đế lên trên bút thẳng bay này thì 1m45. Ngang đây thì 1m. Thằng này là 1m này. Cây không hư hỏng gì bà con. Cây không hư hỏng gì, đẹp hoàn toàn luôn. À, cái ca bầu được kính bầu này. Được kính bầu thì 90. Vành 76, cái thứ nhất vành 76. Vành 80. 79. Cái thứ nhất vành 79 này. 11. Vành 79. Cao 79 như ta? 70 nữa. 79 cao 1.4. Rồi. Bộ đế là bộ lít này. Để quay đi, quay xung quanh nó tắt đi. Nó như vậy, cái cua như vậy. Đây bà con này, đường cái thân lít này. Lít đều, đồng đều này. Cái số 1 cả nhà bà con nha, cái số 1 thế bay, trực bay như thế này. Rồi cây thứ ba. Thứ ba thì cao từ mặt đất lên là 1.6. Tay đồng đều. Cắt ngang đây cũng vẫn đẹp này bà con này. Chơi cao cũng được, chơi thấp cũng được nha. Cây này thì để xung quanh rất là đẹp. Cây này thì vành 78 ơi 68. Cái thứ ba vành 68. Để đều, không hư hỏng gì hết. Cây 3 vành 68. Vành cao 1m60. Đấy. Cao. Qua tay, chi đế ra đều. Cây không hư hỏng gì hết. Cây bộ đế 24 giờ. Bên nào cũng có bốn hướng rồi mà. Đế nít. Đế nít ra rất là đẹp. Rồi cây số 4, cây này thì luôn lực, tay cành rất là nhiều. Có mấy cái thằng non này là rất là ok nè. À, đây nè bà con này, bâm mầm non rất là nhiều rồi nè. Cây này thì cao 1m1. Thoát thân thì 28. Cây không hư hỏng gì hết bà con ạ. Vành 69. Cây thứ 4 vành 69. Cây 4 vành 69 cao 1m1. Cao 1m10. Rồi. Cây số 4 vành 69 cao 1m10. Bộ đế thì nổi đều. Có tay cành thì dăm rất là nhiều đấy, lợi hại, mấy thằng này hấp thụ rất là lợi hại luôn này. Đó, quá ok. Thằng này chơi ok, chơi con trai nhà dân rất là đẹp bà con, không hư hỏng gì nữa. Mấy thằng này thì lên luôn rồi, có lên luôn rồi, bóng con. Rồi, quá ok, bầu rinh nha, bầu rinh nha. Rồi ok. Rồi cây số 5. Cây này thì cao cho 2m2. 2m2, phát thân này. Phát thân 1m
1m37. Cây không hư hỏng gì, có tên có bốn tay. Màu đi. Cây này thì vanh 95. Vanh 94. Cây số 5 vanh 94, cây không hư hỏng gì hết. Cây số 5 vanh 94. Cao 2m2. Rồi. Cây nguyên chi không hư hỏng gì. Rồi quay chậm chậm xung quanh cho bà con xem. Cây màu đinh nhá, màu 90. Đây là cây số 6. Cây này một cốt này, cốt chính này, thằng con này. Đâm ra là cái thập tán là hài hòa rất là đều. Cây chi dăm này rất là nhiều. Đấy, và có mấy nhánh con lên lại mà mới. Cây này thì đặc sệt không hư hỏng gì, chỉ có phần này dân bản nó chặt bà con này. Nhưng mà bắt đầu kéo ra rồi nè, không sao. Không vấn đề gì, ảnh hưởng nhỏ nha. Nhưng mà được cái là bên này hấp thụ ra cành rất là nhiều, rất là nhẹ. Xung quanh là không lúa liệp gì hết. Cây số 6 ra cành quá đẹp. Cây số 6 thì vanh 100 bà con nha. Vành 100. Cây số 6 vành 100. Cây số 6 vành 100. Cây này cao thì cho rơi vào 3m. 1m, 2m, 3m. Cây này cao 3m. Đấy, vành 100, 3m không hư hỏng gì, chỉ có đây thôi. Tay cày thì quá nhiều, quá đẹp rồi. Lên mầm mà ấm tàn luôn. 2 năm là chơi có chơi quá ok. Bầu rinh, bầu 95. Đường kính 95. Rồi. Rồi, qua đây cây số 7. Số 7 thì cây có 3 ngọn. Cốt chai dâm thì rất là nhiều rồi. Chơi hoa rất là quá ok, cây này không lũ liệt gì hết. Ôi, phần về bên này di chuyển nó có toát chút ít bà con này. Bầu rinh. Bầu rinh. Cây bên số 7 di chuyển có gì? Di chuyển bộ keo lại mình dán cái giấy bạc vào là ok hết, không vấn đề gì hết. Cây này vanh thì 76. Mã số 6, vanh 76. Mã số 7 nè, cây là số 7 nha. Cây 7 nè. Vanh 76 này. Cây này cao 1m50 đi. Đấy, 1m6. 1m60. Đấy, cây số 7 vanh 76 cao 1m60. Đã thân. Chi dăm rất là nhiều. Cây không hư hỏng gì, chỉ có phần dập phần này mai nó bù lại thôi nhá. Mình xử lý lại bôi keo rồi đấy lại. Hàng vừa về, bầu rinh. Đế rất đẹp. Qua đây. Tay cảnh rất là đều thôi. Rồi, hết. Nhiều tay thấy giờ bà con thấy đóng tay nhiều chưa? Rồi. Rồi. Rồi, cây số 8. Cây số 8. Cao 1m6. Cốt 2 thân, 3 thân. Rồi, 3 thân gắn bó. Một thằng mẹ này, hai đứa con, hai anh em này. Gắn bó là quấn kiểu rất là lẫn nhau này, rất là hữu hiệu luôn này. Có nhiều chi, một tay, hai tay, ba tay, bốn tay, năm tay, sáu tay. Đấy, rất là nhiều.
cây thơ không hư hỏng gì hết. Cái này không hư hỏng gì hết bà con ạ. Cây này thì vành vành 83. Vành 83. Cây số 8 vành 83. Vành 83 cao 1m6. Đấy. 8. Cây không hư hỏng gì hết. Không tẩy dập không gì hết, cây này đẹp hoàn toàn luôn. Đấy, có anh chơi cây ý nghĩa, cây phong thủy rất đẹp luôn. Đây là cây số 9 bà con. Cao 1m6. Cây này đặt một cốt. Lên tay có một tay này, hai tay này. Thoát thân thì 1m35. Vanh thì đây là vanh 102. Vanh 102, cây số 9. Cây số 9. Vanh 102. Cao 1m60. Đấy, cây này đặc trừ không hư hỏng gì hết. Đấy. Rồi, chuyển sang vặn. Chuyển sang lại vặn nữa bà con ạ. Chuyển sang vặn rất là đẹp. Để nổi lên rất là ok. Rồi, quay xung quanh cho bà con xem một chút ạ. Cây đặc. Cây trên, cây dưới, cây đặc hoàn toàn. Chuyển sang vặn rất là đẹp. Rồi, qua cây số 11, một cốt hai thân. Đấy, thân này thì lượn lách như một cặp long giáp. Đấy, thằng này cũng lượn lách hai con rồng cuốn nhau rất đẹp. Tay cảnh chi giam này nhiều rồi, ok rồi đấy, quá đẹp. Đấy. Cây này một cốt, cây mã số 11, cây này không hư hỏng gì hết. Mã số 11, cây này thì vanh 67. Vanh 67 mà 11 vanh 67. Vanh 67. Cây này thì cao 1m6. 1m60. Rồi hai con lòng đang cuốn kích vào nhau. U cục mà. Nó dập gãy là trước là u cục mà. Rồi. Đẹp hoàn toàn, cây không hư hỏng gì nhá bà con nhá, không bọc biếc gì hết. Hoàn toàn đặc, đặc trịch. Cây 11, mã số 11, vanh 67, cao 1m6, chi cành dăm chi rất là nhiều. Rồi, cây mã số 12, bonsai lùn lực. Cây này thì cao 88, đây, có 3 chi, lùn lực, rễ của nó đây bà con nè, đấy, rễ quanh thân luôn nè. Để của nó là đấy, cây này không hư hỏng gì, đặc sệt không hư hỏng gì luôn. Cái rễ này là rễ của cây hai cây khác nhé, hai cây khác rễ mình cắt đi. Đấy, hạ thấp xuống rồi cắt đi. Đấy, cây là không bị hư hỏng gì hết. Mã số 12. Số 12 cây bonsai lùn lực. Cây là vanh 75. Cây là vanh 75. Mã số 12. Mã số 12 vanh 75. Cao 83. Đấy. Con trai u cục. Có thằng bay hay này. Cây không hư hỏng gì hết, cây đặc sệt nhá. Bầu đường kính bầu thì 90. Đấy, đều đẹp. Rồi. Đây, mã số 13.
một chục một phiền rất là đẹp luôn bà con ơi. Cây khá là to. Rồi, một chục một phiền rất đẹp luôn này. Cành bay này. Bên này chụp là có mấy tay này. Cây lạc không hư hỏng gì hết. Rồi. Quay xung quanh luôn cho bà con xem đi. Bản số 13. Cái này thì vanh 115. À, số 13 vanh 115. Cao 1,5 m. Số 13. Vanh 115. Đấy, cao 1,5 m. À, con tai cạch, cây thì lạc không hư hỏng gì hết. Dưới đây con tai cắt này, cây này cả 100 năm tuổi nữa. Ôi giời, con được được. Vòng của nó cả 100 năm tuổi rồi, chứ phải ít đâu này. Đấy, cây bay hoàn toàn. Đấy, có thằng con gốc cũng rất đẹp. Đấy, bay rất là đẹp rồi. Cây rất là ok. Cây không hư hỏng gì hết, ranh 115. Rồi. Rồi, cây 16, cao 2 m. Cây này cao 2,2 m. Cây 16 là 16 quá lại. Cây 14. Cây là cây 14 nha, cây tai cảnh nha. 14, cây 14. À, tai cảnh rất là nhiều. Đấy, cũng nhiều bà con ạ. Cây này thì vanh nha. Cây này vanh thì vanh 73. Cây 14 vanh 73. 3 cao 2,2 m. Đấy, tai cảnh rất là nhiều. Bên phần này có chút lúa bà con, lúa thép bà con. Bầu rinh nhá, hoàn toàn bầu rinh ạ. Đấy, cây bầu rinh. Đấy, chút lúa thép đây bà con này. Đấy, cây tai cảnh rất là đẹp. Rồi quay chụp quanh lại cây con nó chậm chậm. Bên đây nữa em nữa. Cảnh rất là nhiều. Qua cây bản xạ, bay bản xạ rất đẹp rồi. Bay qua thì 1,6 m, bay qua 1,6 m, cao cũng 1,6 m. Rồi, và có mấy tay con sau đây. Bay rất đẹp, thằng bay rất đẹp, có cái thể quái nổi lên bà con này, có hai cái thể nó quấn lên quái thật. Cây này thì vanh 70. Cây 17. Cây 17 vanh 70. Cây 17 này. Vanh 70 này. Bay 1,6 m này. Cao cũng 1,6 m luôn. Đấy, cây hoàn toàn đẹp, không hư hỏng gì. Có bộ rễ lên rất là quái, rất là hay này, rất ngộ nghĩnh luôn. Đấy, có thằng con. Đấy, bay rất đẹp. Và xung quanh đi. Cây lạc hoàn toàn không hư hỏng gì bà con. Cây không hư hỏng gì này. Đấy, thằng bay rất đẹp này, con cây bên nữa. Đấy, bà con thấy chưa? Thấy bay vần trà chưa? Đấy, có cái đường rễ quái này.
Mặt nào cũng đẹp, cũng hợp hết, cái form bay rất là hợp. Cái cuối cùng, một post 2 thân, thì cái dăm rất là nhiều, dăm quá là nhiều luôn. Đấy là dạ, đây là chuyên chi không hư hỏng gì hết. Rồi, mã số 18, coi vanh mã số 18, vanh số 18 là vanh 85. Số 18, vanh 85. 85, cây này cao 2,5 m, và nó 3 m, cây này cao 3 m. Cao 3 m, tầm 2,8 m, 3 m. Cao 3 m. Đấy. À, này, xem bộ đế bà con này nít ra rất là đẹp. Phìn nít ra rất là đẹp luôn này. Chào đón chú. Đáng là nhiều việc cái tệ. Đang ngại gì đó. Dạ. Sẽ dưới chất một tí thôi, chất đi thôi. Được. Rất là đẹp. Mỗi một ngày là xong rồi mà. Ngay rồi. Dạ rồi, rồi, rồi. Rồi, bộ đế, chân đế nít ra rất là đẹp. Chân đế nít ra rất là đẹp luôn bà con. Rồi. Đây, bên này cũng có chi nữa này. Đó. Đế nít ra này, bên này chi đều này. Bộ đế quanh thân luôn. Bộ đế quanh thân luôn. Đấy, bộ đế quanh thân cây này đặc, không hư hỏng gì hết nha. Mà số 18, vanh 85, cao 3 m. Cao 3 m. Đấy, quay thì quay cho bà con xem luôn. Cây đặc, không hư hỏng gì luôn. Quá ok. Đây, cành là đẹp. Cao tầm 2 m 2.